con cái từ thời ấu thơ đã biết Kinh Thánh, đây là một di sản vô cùng quý giá. Và chúng ta là những người làm cha làm mẹ cần phải suy nghĩ để cho con của mình tiếp cận với lời Chúa sớm nhất. Nói một cách cụ thể hơn đó là con biết đọc thì phải biết Kinh Thánh. Cuốn sách đầu tiên đầu đời của đứa con mình đọc phải là cuốn Kinh Thánh. Từ thở ấu thơ biết Kinh Thánh là một điều hết sức quý giá và phước hạnh.